Lễ hội rước lợn thần diễn ra hàng năm là tập tục văn hóa quan trọng của người Khách Gia ở Đài Loan, cộng đồng chiếm khoảng 15% dân số hòn đảo này. Tuy nhiên, các nhà hoạt động đang nỗ lực thay đổi quan niệm về lễ hội truyền thống gây tranh cãi này. Lễ hội có thể diễn ra vào những thời điểm khác nhau trong năm, tùy địa phương, chẳng hạn như Tết Nguyên Đán hoặc Tháng Cô Hồn, tức tháng 7 âm lịch. Các gia đình sẽ vỗ béo lợn trong suốt một năm để mang ra thi đấu tại lễ hội. Con lợn béo nhất với trọng lượng đôi khi lên đến gần 1 tấn sẽ giành chiến thắng. Tại Miếu Nghĩa Dân ở Tân Trúc hôm ngày 7 tháng 9, 18 con lợn bị mổ lấy nội tạng bên trong, cạo sạch lông, vẽ trang trí trên da rồi dựng ngược trên xe, đầu chúc xuống với những quả dứa bên trong miệng. Các nhà hoạt động về quyền động vật nói những con lợn này bị nuôi nhốt trong những chuồng nhỏ, bị ép ăn đến mức chúng béo phì, không thể đứng dậy nổi. Lin Tai Chin, Giám đốc Hội Môi trường và Động vật Đài Loan cho biết, cô đã theo dõi lễ hội rước thần lợn trong 15 năm qua và thấy thái độ của người dân đang bắt đầu thay đổi. Cô nói số người đi xem hội năm nay đã ít hơn và số con lợn bị giết để cúng tế hàng năm cũng đã giảm mạnh. Dù vậy, nhiều người khách gia nói họ tự hào về truyền thống này và cần duy trì tập tục. Họ nói quan ngại của các nhóm phúc lợi động vật là vô lý. Cô Lin và những nhà hoạt động khác nói, họ không muốn xóa bỏ tập tục văn hóa của người khách gia, mà muốn bớt đi các yếu tố tàn nhẫn của lễ hội như đem lợn ra thi thố cân nặng. Người khách gia là một trong nhiều nhóm sắc tộc có gốc gác từ đất liền Trung Quốc đã đến định cư tại Đài Loan trong vài trăm năm qua.